Nhàn lực cả hai tay của mình và mẫu eo mềm mại nhất của cô dâu thu cảnh ngày hôm nay xin được kính chào kính mời chú rể hãy nhẹ nhàng đặt cả hai tay của mình và mẫu eo mềm mại nhất của cô dâu. Huy Thỏ sẽ cùng bắt nhịp từ 1 đến 3 thì cô dâu và chú rể sẽ cùng dành tặng cho nhau một nụ hôn và một đôi bỏng cháy của nhau, và tất cả quý vị ở phía dưới sẽ cùng chuẩn bị vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể này. 1, 2, 3 xin được kính chào quý vị. Vâng, hạnh phúc quá, này cười hơi nhiều. Huy Thỏ xin cùng bắt nhìn lại. 1, 2, 3 xin được kính chào quý vị. Rất tuyệt vời quý vị. Một lần nữa xin được là trân trọng của đội tuyển quý vị rất nhiều. Xin được kính chào cảm ơn cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay rất nhiều. Và xin được là trân trọng kính chúc cho cô dâu chú rể chúng ta ngày hôm nay trăm năm tình duyên mãn cặp đầu nguyện phù thề. Thưa quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta đã được chứng kiến giây phút hạnh phúc đoạt đầu nhất của cô dâu và chú rể.